Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Đẹp Online. Quý vị và các bạn thân mến, thực tế cho thấy rằng thực phẩm bổ sung vào cơ thể quyết định rất nhiều đến sức khỏe và cân nặng của bạn. Có những loại thực phẩm khiến bạn ăn phát tướng lên rất nhanh dù chỉ là một lượng rất nhỏ. Nhưng có loại thực phẩm thì cho dù bạn tiêu thụ với một lượng lớn thì cơ thể vẫn mignon như chúng ta mong muốn. Đặc điểm của loại thực phẩm này là chứa rất ít năng lượng. Chúng có thể hỗ trợ được người dùng kiểm soát được cân nặng rất tốt. Vì thế, với 7 loại thực phẩm sau đây thì bạn không phải thực hiện một chế độ ăn kiêng quá hà khắc. Bạn vẫn có thể ăn thả ga mà vẫn không lo sợ bị tăng cân. Vậy 7 loại thực phẩm đó là gì? Mời quý vị cùng Khỏe Đẹp Online theo dõi video dưới đây. Top 7 món ăn càng gầy. Thứ nhất, rau sống. Rau sống là một loại rau bổ sung cho cơ thể một lượng lớn cellulo, chất mà những người có mong muốn giảm cân rất cần. Lượng cellulo trong rau xà lách, rau diếp, rau salad cao hơn rất nhiều so với các loại rau củ phổ biến khác. Khi bạn ăn chúng vào cơ thể, chúng sẽ làm hạn chế sự hình thành và nhanh chóng làm tiêu tan lượng mỡ. Đối với những người thích và thường xuyên ăn thịt thì hàm lượng chất cellulo trong rau sống lại rất có ích giúp bổ sung chất xơ cho cơ thể. Theo nghiên cứu thì cứ trong 100g rau sống có chứa 1,52g chất xơ. Để thay đổi khẩu vị trong mỗi bữa ăn, ngoài việc dùng rau sống là salad thì bạn cũng có thể ăn trực tiếp hoặc ăn kèm với các đồ ăn như bánh tráng cuốn, chả giò, nem cuốn hay những đồ ăn mà bạn yêu thích. Thứ hai, khoai lang. Khoai lang có hàm lượng tinh bột thấp, một củ khoai lang có chứa 10% trong số gần 2.000 calo mà cơ thể cần nạp vào mỗi ngày. Lượng tinh bột của củ khoai này cũng chỉ bằng 1/3 khoai tây và bằng 1/2 bát gạo. Khoai lang có thể hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả vì nó có hàm lượng chất xơ dồi dào và lượng nước cao gấp đôi so với các loại thực phẩm khác. Nó cũng có chứa một chất rất khó phân hủy trong dung môi hữu cơ, khiến bạn có cảm giác no, do vậy cơn đói sẽ đến muộn hơn bình thường. Bạn nên chọn loại khoai lang trắng thay vì khoai lang tím hay là vàng. Thêm vào đó, bạn nên ăn khoai lang luộc hoặc hấp mà không phải chiên để giảm cân hiệu quả. Nên ăn khoai lang khi chúng còn tươi để bảo đảm được lợi ích tối đa. Trong trường hợp khoai lang đã héo, nó có chứa lượng đường cao hơn, có thể khiến bạn bị tăng cân không kiểm soát. Ăn khoai lang vào bữa sáng thay cho mì, phở, không cần nhịn ăn, bạn chỉ cần bổ sung năng lượng bằng một củ khoai lang. Ngoài ra, có thể ăn kèm với sữa nguyên chất hoặc sữa chua và một số loại rau để đảm bảo có đủ năng lượng cho một ngày làm việc. Thời gian tốt nhất để ăn khoai lang là ăn vào bữa trưa vì canxi trong nó mất khoảng từ 4 đến 5 giờ để hấp thụ vào cơ thể. Do đó, khi ăn vào thời điểm bữa trưa, canxi có thể hấp thụ toàn bộ trước khi bữa tối, không ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi từ các thực phẩm khác. Không nên ăn khoai lang sống cả ngày, ngay cả khi bạn muốn giảm béo nhanh chóng, hãy ăn thêm thực phẩm giàu protein và hoa quả tươi để có chế độ ăn uống cân bằng. Thứ ba, bí đao. Bí đao là loại rau càng ăn càng gầy. Đối với những người thực hiện chế độ giảm cân nghiêm khắc, cơ thể sẽ thiếu rất nhiều chất làm cho da nhão hơn, da mặt vàng đi. Bí đao chính là loại rau giúp bạn cải thiện hiệu quả được tình trạng trên. Thành phần của bí đao chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, đường glucose và một lượng lớn canxi. Bên cạnh đó, bí đao còn chứa rất nhiều nước. Khi bạn hấp thụ bí đao vào cơ thể, làn da sẽ luôn được giữ ẩm và mềm mại. Không nên ăn sống, khi nấu chín cũng không nấu quá chín vì dễ mất vi chất. Ngoài ra, bí đao có tính hàn, người bệnh dạ dày nên ăn ít hoặc thận trọng khi ăn. Thứ tư, cà chua. Cà chua là loại quả nằm trong top 7 thực phẩm càng ăn càng gầy. Làn da của bạn sẽ luôn được căng mịn trong quá trình giảm béo nhờ cà chua. Hàm lượng lycopene trong quả cà chua có tác dụng khi đưa vào cơ thể. Nó sẽ bảo vệ tim mạch, giảm các cơn đau tim tối ưu. Cùng với đó, chất axit nicotine có trong quả cà chua còn hỗ trợ sự tiết dịch bình thường của dạ dày, thúc đẩy sự hình thành của tế bào máu và tính đàn hồi của thành mạch máu. Làn da được bảo vệ tốt nhất. Muốn giảm béo mà vẫn duy trì được làn da căng mịn ư, hãy ăn nhiều cà chua, chúng sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Nên tìm mua loại cà chua chín tự nhiên sẽ không có chất hóa học và hàm lượng dinh dưỡng cũng cao hơn, thơm ngon hơn. Thứ năm, gạo lứt. Gạo lứt là loại thực phẩm rất tốt cho tim mạch, chứa nhiều chất xơ hơn hẳn so với gạo trắng. Trong một nửa cốc gạo lứt có chứa khoảng 1,5g chất kháng tinh bột. Đây là một loại cáp lành mạnh giúp đốt cháy chất béo nhanh hơn, mạnh hơn bằng cách làm tăng quá trình trao đổi chất của cơ thể. Điều đó khiến nó là thực phẩm hàng đầu trong các chế độ ăn giảm cân thích hợp cho chế độ giảm cân của bạn.
Thứ 6, thịt nạc đỏ. Tuy thịt bò có khá nhiều dưỡng chất nhưng hàm lượng chất béo thấp cũng rất lý tưởng để áp dụng phương pháp giảm béo bằng thịt bò với thực đơn phong phú. Thịt bò hàm lượng protein cao còn chứa chất cytosylin, một chất giúp đốt chất béo rất hiệu quả. Vitamin B12 trong thịt bò giúp chuyển hóa các axit amin có hại thành vô hại, giúp giảm mỡ. Thịt bò thực sự là nguyên liệu lý tưởng nếu bạn đang có ý định giảm cân bởi chứa chất béo và calo thấp. Bên cạnh những dưỡng chất cần thiết, thịt bò còn chứa chất béo không no khiến nó không tăng cao tới mức cholesterol và không chứa các axit béo nhân tạo giúp giảm cân hiệu quả. Thứ 7, cá hồi. Cá hồi là loại thực phẩm giúp mọi người càng ăn càng gầy. Cá hồi là một trong những thực phẩm rất tốt cho người béo. Hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhưng lượng calo thấp sẽ giúp bạn thoát khỏi cảm giác mệt mỏi vì thiếu protein khi nhịn đói nhiều giờ. Trong 100g cá hồi có tới 22,3g protein, nhiều vitamin, sắt, canxi, kẽm, magie, phốt pho cùng các chất béo không bão hòa khác. Ngoài ra, nó còn chứa hàm lượng lớn omega 3, trong mỗi 100g cá hồi có tới 27g. Nếu có điều kiện, mỗi tuần bạn nên ăn từ 2 đến 3 lần cá hồi là lý tưởng nhất. Nếu không có điều kiện, bạn có thể nấu canh hoặc nấu cháo bằng đầu cá hồi cũng rất ngon và bổ. Chúc các bạn giảm cân hiệu quả, khỏe mạnh và trường thọ. Quý vị và các bạn thân mến, béo bụng là tình trạng phổ biến gặp ở nhiều người, đặc biệt là những chị em làm việc văn phòng phải ngồi nhiều mà không có thời gian vận động. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết một số loại thực phẩm có khả năng tích nước gây phù nề tạm thời cao. Khi bạn tiêu thụ quá mức, chúng có thể khiến bạn có cảm giác như vừa mới tăng cân rõ rệt. Nhưng bên cạnh đó cũng có những loại thực phẩm gây ra tình trạng chướng bụng lâu dài hơn nhiều, làm tăng trữ lượng mỡ ở vùng bụng. Dưới đây là 8 loại thực phẩm rất quen thuộc nhưng dễ khiến cho vòng hai nhanh chóng phì nhiêu. Chị em đặc biệt lưu ý nhé. 8 loại thực phẩm cần bỏ ngay để không béo bụng. Thứ nhất, cơm gạo trắng. Ít người biết rằng cơm trắng cũng là một trong những thực phẩm rất dễ gây tăng kích cỡ vòng 2. Gạo trắng được trà sát và xử lý kỹ nên chúng mất đi hầu hết các dinh dưỡng, chất xơ, protein, hay nói cách khác là bạn gần như chỉ còn ăn tinh bột vào người. Cơm gạo trắng được tiêu thụ rất nhanh trong cơ thể, làm tăng vọt lượng insulin, tăng tích mỡ, tăng kích cỡ vòng eo. Đã vậy, cơm gạo trắng lại ít tạo cảm giác thỏa mãn no nê khiến chúng ta rất dễ ăn quá đà. Chế độ ăn của chúng ta không thể thiếu đi cơm gạo, nhưng để hạn chế tích mỡ vòng 2 thì bạn nhất định phải nên lựa chọn những loại gạo khác thay thế như gạo lứt chẳng hạn, vì các loại gạo này sẽ thân thiện hơn với vòng eo của bạn. Thứ hai, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn nhanh. Mới nghe đến thôi là chúng ta đã cảm thấy nặng bụng và ục ịch rồi đúng không? Sự thật là thế, vì lượng chất béo cao trong các món này cực kỳ chậm tiêu hóa. Chúng là loại chất béo nguy hiểm nhất trong tất cả các loại chất béo chuyển hóa, thứ mà dù chỉ với một lượng nhỏ thôi cũng có thể liên quan đến nhiều vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tim mạch và các bệnh về viêm nhiễm. Nếu bạn thích ăn đồ ăn chiên, ít nhất hãy cố gắng tự làm tại nhà. Hãy lăn thử thực phẩm qua một lớp bột mì nguyên cám và chỉ rán trong một khoảng lượng nhỏ dầu ăn, bạn có thể đem đi nướng. Món ăn khi ấy vừa ngon vừa giòn, lại không chứa nhiều chất béo có hại. Thức ăn nhanh cũng có chứa quá nhiều calo, có thể gây ra vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là khiến cho vòng eo tăng lên rõ rệt. Thứ ba, nước ngọt và đồ uống có ga. Cho dù là nước ngọt có chứa đường, nước đường bắc và các chất làm ngọt khác thì tất cả chúng đều làm tăng lượng mỡ ở bụng. Lượng đường cao, đặc biệt là ở dưới dạng lỏng, sẽ lập tức làm tăng lượng đường huyết, tăng lượng insulin và khiến cho cơ thể bắt đầu trữ lượng đường thừa như là mỡ. Ngay cả nước ngọt loại dành cho người ăn kiêng không chứa đường nhưng vẫn chứa khí carbonat và đầy chất làm ngọt nhân tạo. Giải pháp tốt nhất là bạn hãy chỉ uống nước lọc, có thể cho thêm một vài lát trái cây, chanh tươi hoặc vài lá bạc hà để tăng thêm hương vị. Khi thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân, tuyệt đối không nên uống các loại nước ngọt và đồ uống có ga, chỉ uống nước ép, nước lọc để giải khát và bổ sung dưỡng chất. Thứ tư, đồ ăn có chứa nhiều đường. Đường luôn là thủ phạm chính gây ra tăng cân, béo bụng. Ăn quá nhiều đường cũng là nhân tố gia tăng lượng đường huyết trong máu, gây tiểu đường ở người lớn tuổi, làm cơ thể gặp khó khăn khi chống lại các loại vi khuẩn, virus gây bệnh. Để hạn chế tồn đọng mỡ thừa, ta chỉ kiếm lượng đường carbohydrate thông qua các thực phẩm có lợi, an toàn, tinh bột hữu cơ giảm cân như khoai lang, gạo lứt, ngũ cốc và các loại trái cây. Thứ năm, đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ.
Mặc dù sử dụng dầu ăn thay thế mỡ động vật, bạn vẫn có nguy cơ bị béo bụng do thu nạp chất béo vào cơ thể. Những món ăn chiên xào luôn có lượng dầu mỡ nhất định, ít chất xơ và dưỡng chất cần thiết. Khi hàm lượng natri và chất béo cao hơn, dạ dày không thể tiêu hóa hết và tích tụ thành lớp mỡ gây mỡ thừa, béo bụng. Thứ 6, sản phẩm sữa. Sữa tươi không đường có thể dùng một hàm lượng nhỏ khi ăn kiêng, nhưng không nên uống sữa có đường và các sản phẩm từ sữa. Hàm lượng chất béo bão hòa cao trong sữa cũng khiến mỡ bụng tăng lên. Chỉ nên hấp thụ một lượng vừa phải để bổ sung canxi tốt cho xương hơn là dùng sữa và kết hợp tinh bột. Thứ 7, đồ uống có cồn. Một số thức uống có cồn chứa rất nhiều calo, nhưng calo không phải là yếu tố chính ở đây. Việc tiêu thụ rượu bia làm tăng sự thèm ăn và làm rối trí não của bạn. Nó là nguyên nhân gây ra cảm giác sung mãn. Vì vậy, cho dù bạn đang no bụng thế nào thì khi bạn uống một chai bia, bạn vẫn thường nhâm nhi với một bữa ăn nhẹ. 8. Xúc xích. Xúc xích là thực phẩm chứa rất nhiều chất béo bão hòa, cực không tốt cho sức khỏe. Chúng có thể làm nghẽn động mạch, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, trực tiếp dẫn đến việc tích trữ mỡ bụng. Xúc xích cũng chứa rất nhiều natri, có thể khiến cơ thể bạn trữ nước, khiến bụng luôn phồng trướng lên. Cần lưu ý rằng không một thực phẩm nào trong danh sách này sẽ làm cho bạn béo nếu bạn chỉ thỉnh thoảng mới ăn chúng như một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Và dĩ nhiên, dùng thường xuyên và quá mức những thực phẩm này sẽ làm cho vòng 2 của bạn nhanh chóng tăng lên vù vù ngay. Thế nên, nếu không thể tập cho bụng thon nhỏ lại thì cũng đừng ăn quá nhiều các loại thực phẩm hại vòng 2 này bạn nhé. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và có vòng eo thon gọn. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.